Đồng hành cùng đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 32 trên FPT Play bắt đầu từ 30 tháng 4. Cháy lên nào, chiến binh sao vàng. Áp lực hữu hình cứ bủa vây lấy đoàn quân huấn luyện viên Philippe Chaussier kể từ khi đội bóng đặt chân đến Campuchia tham dự SEA Games 32. Thậm chí đến cả chiến thắng trong ngày đầu ra quân của U22 Việt Nam trước U22 Lào cũng không khiến cho những chỉ trích giảm thiểu đi phần nào. Bằng một cách nào đó, người ta vẫn moi móc ra những khía cạnh còn non kém của các chú rồng con để ép họ vào một khuôn khổ đẳng cấp như những người đàn anh đi trước của mình. Để rồi giờ đây, tất cả đã phải quay ngoắt thái độ vì U22 Việt Nam đang từng bước khẳng định mình bằng những chiến thắng ở lượt trận thứ 2 của bảng B trước U22 Singapore, một đối thủ trước đó đã từng gây sóng gió cho U22 Thái Lan trong ngày đầu ra quân tại giải đấu này. Bằng niềm tin mãnh liệt vào ngôi vị nhất bảng, U22 Việt Nam đã vượt qua U22 Singapore một cách đầy xuất sắc. Thậm chí giờ đây, ai có thể đánh giá thấp được họ nữa, bởi chính họ đang là chủ nhân gần nhất cho tấm huy chương vàng SEA Games đầy danh giá, vẫn còn đang ung dung tiến về đích theo một lẽ thường tình. Trong suốt 90 phút, U22 Việt Nam thi đấu áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành của U22 Singapore. Ba bàn thắng của họ là một hệ quả tất yếu nhờ sự vượt trội so với đối phương. Đó cũng chính là những lời được trích ra từ tờ Tamay Tamay của đội chủ nhà Campuchia, một tờ báo rất lớn của nước bạn khi nói về chiến thắng 3-1 của U22 Việt Nam trước U22 Singapore. Với cương vị là đội bóng xếp hạng giống số 1 của bảng B, những đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier tại SEA Games 32 là một chuỗi hành trình từ yếu đến mạnh. Chúng ta đã bắt đầu bằng việc chạm trán với U22 Lào, sau đó kinh qua U22 Singapore, U22 Malaysia và cuối cùng sẽ là U22 Thái Lan. Chính vì vậy mà trình diễn bị lấn lướt trước U22 Lào đã khiến cho U22 Việt Nam không nhận được nhiều sự tin tưởng trước U22 Singapore ở lượt đấu thứ 2. Nhưng trong bóng đá thì không có khái niệm bắc cầu và đội chiến thắng mới là đội bóng mạnh nhất. Mỗi trận đấu huấn luyện viên Chaussier cũng sẽ nghiên cứu và đưa ra những đấu pháp phù hợp cho từng đối thủ. Nhìn từ Doha Cup 2023 hay các trận giao hữu, dường như nhà cầm quân người Pháp chưa bao giờ có một đội hình mạnh nhất. Điều đó buộc ông phải luôn phiên sử dụng những con người theo từng tình huống và trận đấu cụ thể. Thế nên cuộc đối đầu với U22 Singapore, thuyền trưởng U22 Việt Nam có hàng loạt những sự thay đổi trong đội hình xuất phát với các mục tiêu thử nghiệm, tích lũy kinh nghiệm cho các học trò. Điều này là hợp lý bởi đối thủ của U22 Việt Nam cứ mạnh lên từng đợt sẽ đủ giúp cho ông Chaussier có thể đưa ra những tính toán về mặt nhân sự cho đội nhà. Và đáng để thử hơn nữa, khi điều lệ cho phép thay 5 cầu thủ mỗi trận đấu cũng giúp cho U22 Việt Nam tự tin sử dụng những cái tên mới trước khi chốt một đội hình chuẩn cho chặng đường ở phía trước. Trong đó Lương Duy Cường và Hồ Văn Cường đã quay về băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Trần Quang Thịnh và Lê Quốc Nhật Nam, và hiệu quả mang lại là không ngờ. Trước một U22 Singapore đột biến, U22 Việt Nam vẫn có những mảng miếng tấn công hết sức đa dạng và vẫn duy trì được cự ly đội hình cực kỳ ổn định. Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Thái Sơn đã thay nhau lập công để giúp cho U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu tiên thi đấu. Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, U22 Việt Nam đã có được bàn thắng thứ 3 sau tình huống phản lưới nhà của đội bạn, nhưng chúng ta cũng đã để cho đối phương ăn mừng với pha phá bóng đi vào lưới nhà của Tiến Long để khép lại một trận đấu với kết quả chung cuộc là 3-1, nghiêng về thầy trò huấn luyện viên Chaussier. Với U22 Việt Nam đã giành được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, qua đó leo lên ngôi đầu bảng B SEA Games 32. Sau 2 trận đấu khó khăn, U22 Việt Nam ghi đến 5 bàn thắng. Đó là một thành công rất lớn khi mà giai đoạn chuẩn bị của cả đội thực sự không mấy khả quan. Đôi lúc nó còn khiến cho niềm tin của những người hâm mộ nhiệt huyết trên mảnh đất hình chữ S phải thuyên giảm đi phần nào. Nhưng giờ đây thì con tim đó đã vui trở lại với màn trình diễn của các cầu thủ. Dù đã hoàn thành 50% chặng đường toàn thắng ở vòng bảng, nhưng không vì vậy mà đoàn quân huấn luyện viên Chaussier có thể tự mãn, bởi không ít những sai số vẫn còn xuất hiện. Bên cạnh chiến thắng thót tim trước U22 Lào, ở một trận đấu mà U22 Việt Nam đã chơi như một đội chiếu dưới nhưng vẫn biết cách để kết liễu đối phương khi có cơ hội, thì trong trận đấu với U22 Singapore đã có nhiều vết gờn mà huấn luyện viên Chaussier cần phải lưu tâm cho các cầu thủ. Đầu tiên phải kể tới tình huống Lê Văn Đồ chuyền bóng hỏng tại sân nhà ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1. U22 Singapore đã nhanh chóng cướp được bóng và tổ chức phối hợp đơn giản. Akim là người đã dứt điểm cuối cùng khiến bóng chạm xà ngang. Thực sự phải nói rằng U22 Việt Nam đã thót tim trước tình huống đó. Nếu như đoàn quân của huấn luyện viên Chaussier phải nhận bàn thua, rất có thể họ sẽ phải trải qua một hiệp 2 không hề dễ dàng khi U22 Singapore có nhiều khao khát hơn. Và như ai cũng đã thấy, có một tình huống khiến cho các cổ động viên chưa thể an tâm được ở U22 Việt Nam. Đó là pha bóng diễn ra vào phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2. Vũ Tiến Long phá bóng khá hời hợt, khiến cho bóng thay vì được đưa lên trên thì lại thành ra tình huống phản lưới. Bàn thua đó đã khiến cho chiến thắng U22 Việt Nam chưa thực sự là niềm vui trọn vẹn. Thủ thành Quan Văn Chuẩn
đã tỏ ra rất bực mình với Tiến Long sau tình huống đó. Sau trận, huấn luyện viên Chusie còn gặp riêng Tiến Long để chấn chỉnh anh về tư thế phá bóng. Bên cạnh đó còn là hàng loạt những tình huống bỏ lỡ bàn thắng 10-10 trong một trận đấu mà nó đã khiến cho nhà cầm quân người Pháp chưa thể hài lòng với toàn đội. Chia sẻ sau trận, huấn luyện viên Chusie đã nói: "Tôi nghĩ các cầu thủ cần cải thiện nhiều hơn, đó là khâu kết thúc. Chúng ta có nhiều cơ hội và nếu dứt điểm tốt hơn, đã có thể ghi thêm nhiều bàn. Tôi cần nói rằng toàn đội mới tập lối chơi này trong thời gian ngắn. Tôi muốn họ không được sợ, phải chủ động cầm bóng và triển khai. Các cầu thủ có trải nghiệm, thu về kinh nghiệm thực chiến. Hôm nay đội có những khoảnh khắc chưa xử lý tốt, nhanh quá hoặc muộn quá, nhưng những điều đó rồi sẽ dần cải thiện. Nói chung các cầu thủ giữ được đội hình tốt, quan trọng là đội nắm bắt lối chơi này, tự tin kiểm soát bóng để đá. U22 Việt Nam nhờ sự tự tin và lối chơi này và có thể ghi thêm một hoặc hai bàn nữa." Nhìn vào đây mới thấy được rằng huấn luyện viên Chusie là một mẫu thuyền trưởng tham vọng rất cao. Kể từ khi ngồi vào ghế nóng tại Việt Nam thì ông thầy người Pháp chắc chắn đã biết mình phải đối diện với những gì sau đó. Và trong trận đấu với U22 Singapore, người ta đã thấy được một huấn luyện viên Chusie vừa bản lĩnh mà cũng vô cùng uyển chuyển. Ông hiểu dư luận muốn gì và cũng biết cách chọn giải pháp tốt nhất cho màn trình diễn tại SEA Games lần này. Huấn luyện viên người Pháp đã nhấn mạnh: "Về lý thuyết U22 Lào hay U22 Singapore không phải mạnh nhất. Những đội mạnh nhất bảng này phải là U22 Malaysia và U22 Thái Lan. Những đối thủ mà chúng ta sắp gặp đều cần sự sẵn sàng rất cao. Nhưng thắng trận nào hay trận đó để giúp cho các cầu thủ tự tin hơn." Cuối cùng thì U22 Việt Nam cũng đã thắng. Đó mới là điều quan trọng nhất. Chiến thắng ấy giúp cho các cầu thủ cho hành trình sắp tới của U22 Việt Nam sẽ đối đầu với những đối thủ trực tiếp cạnh tranh cho tấm vé vào bán kết. Chẳng cần thiết phải thắng đậm, U22 Việt Nam không bị thẻ phạt và dính chấn thương nặng mới là điều quan trọng nhất. Mỗi trận đấu qua đi, các cầu thủ của chúng ta dần tích lũy thêm rất nhiều về mặt kinh nghiệm quý báu cho hành trình phát triển trong sự nghiệp của đội áo số của mình. Và quan trọng hơn, những gì mà U22 Việt Nam đã thể hiện không phải là tất cả những gì họ có. Chúng ta sẽ tốt lên bằng thời gian, bằng quyết tâm và bằng những hành trang góp nhặt được. Trước mắt là một U22 Malaysia, đối thủ mà chỉ có chiến thắng họ thì U22 Việt Nam mới chính thức tiến vào bán kết SEA Games 32. Nhưng sau màn tra tấn U22 Lào đến 5-1 trong ngày ra quân của những chú hổ Malay thì có lẽ thầy trò huấn luyện viên Chusie sẽ cần phải thận trọng hơn rất nhiều. Tất nhiên áp lực cũng từ đó mà tăng lên, nhưng có lẽ U22 Việt Nam đã dần thích nghi với điều đó. Những chú rồng vàng đã đi tìm được sự thừa nhận năng lực của mình qua từng trận. Quá khứ về một hành trình huy hoàng đã có 5 năm qua, dường như nó đã trở thành sức ép dưới sự kỳ vọng quá lớn của dư luận, vốn muốn các cầu thủ phải chinh phục được những đỉnh cao hơn, thực hiện được tầm vóc lớn hơn. Thế nên U22 Việt Nam đang rất nỗ lực để khẳng định họ là tương lai của nước nhà. Các cầu thủ trẻ vẫn mang trong mình một quyết tâm rất lớn để giành lấy tấm huy chương vàng SEA Games 32 cao quý đó. Từ giờ không ai có thể nghi ngờ năng lực của họ nữa. Mà hãy cùng xem U22 Việt Nam có huấn luyện viên Philippe Chausie sẽ còn xuất sắc như thế nào trong chặng hành trình gian nan sắp tới. Tiến lên nào, những chiến binh sao vàng! Đồng hành cùng đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 32 trên FPT Play bắt đầu từ 30 tháng 4. Cháy lên nào, chiến binh sao vàng!